Đấy, hello anh em, hôm nay mình đang ở tại vườn tiêu và quyết định sẽ bắt một tổ ong xuống ăn xem hương vị ong rừng như thế nào. Anh Tuấn là đang chuẩn bị một điếu thuốc. Thì anh em mình sẽ thực hiện một thử thách là bắt ong chỉ với bằng một điếu thuốc. Anh chờ em xíu qua bên kia em quay nha. Đây, ông anh mình đang leo lên thang rồi anh em. Mình lên mình thăm tổ ong rồi. Thử thách bắt ong bằng một điếu thuốc nha anh em. Đây là ong đây. Đây nè, các bạn thấy ong chưa các bạn? Đó, ong này người ta gọi là ong một mối nha. Bắt ong bằng một điếu thuốc chỉ áp dụng cho ong một mối, còn mấy cái loại ong ruồi, ong mật, con sai, sai ong khá là to thì các bạn nên không nên bắt ong bằng một điếu thuốc, nó thì cắn chết. Đối với các loại ong này thì nó rất là sợ thuốc. Đó bạn thấy không, phà thuốc vô nó đầu nó né rồi nè. Đó, nó trốn là lòi mật ra rồi nè. Anh Tuấn nó thổi khoảng mấy hơi thì được? 5 hơi. Nãy giờ thổi mấy hơi rồi? Ok, bắt đầu anh em mình đang bắt đầu tiến hành cắt rồi anh em. Bơi mấy cái lá tiêu ra coi cho diện. Đó, mình sẽ cắt những cái cành rìa của tổ ong ra trước. Nếu mà không cắt thì tí nữa mình khi mình cắt tổ ong xong mình kéo đi thì rất là rườm rà và khả năng là sẽ làm rớt tường, rớt mật ong. Có nghĩa là năng suất nó sẽ giảm đó anh em. Ô, rụng rồi. Oh my god. Thổi thêm đi chứ ong còn chưa bay hết, thổi thêm thuốc. Đừng có để hết điếu thuốc nha. Bây giờ mình ong này rất là sợ hơi thuốc, thổi vào nó đứng im luôn, nó cũng không có bay ra, nó cắn người luôn. Hình như phía dưới này vẫn còn nè, phía dưới vẫn còn một cành. Tiêu khá là dày cho nên là rất là khó nhìn. Đây nè, cành này nè, cành ngón tay em chị nè, thấy không? Ừ. Ok, kéo lên. Đây còn cành này nè, cành nhỏ nè. Ok, kéo lên còn mắt không? Phía sau đít này còn một cành. Ý, rụng. Phía sau này còn một cành. Đây, phía sau này luôn. Em lấy kéo em bấm. Con em chờ mình xíu nha. Đây. À, thấy luôn. Đây, cành này. Kéo lên coi được chưa? Nè, kéo. Đây, tổ ong khi mà kéo ra đây các bạn. Bắt đầu những con ong bắt đầu bay tùm lum rồi. Cầm. Kết thúc điếu thuốc. Rồi mình xuống mình sẽ thưởng thức cái tổ ong này nha. Sau đó rồi mình sẽ đi qua tổ ong tiếp theo. Ủa không đập con ong ra. Chích. Oh my god. Đấy, anh em nhìn nha anh em. Rất là đã. Đây. Con ong vẫn còn mật rất là nhiều. Còn cái này lấy tô lau sạch cái hứng mật. Đây mình thấy mật luôn này. Đó. Con rất là nhiều. Đầy két lắm nè. Rồi bỏ vô cào ong ra đi chứ. Con ong vẫn còn nguyên. Anh em nào cần mua ong rừng giống vậy thì liên hệ để lại số điện thoại hoặc là comment bên dưới mình sẽ liên hệ các bạn nha. Ồ, rất con ra này. Rồi. Giờ mình sẽ thả bầy ong ong đi. Đây mình đem đi chỗ khác mình thả bầy ong ong chứ mình để tại khu vực sinh hoạt của mình thả nó bay nó cắn mình chết. Đó mình rắc cho nó bay ra. Rắc thêm đi. Đây là tổ ong vừa mới rắc này. Trong này nó sẽ có một con ong chúa và mấy con ong nhỏ này nó sẽ đi theo con ong chúa và nó sẽ tạo thành một cái tổ mới. Đây ông chúa đây, quay ông chúa. Đây ông chúa, đây ông chúa, mọi người thấy ông chúa không? Đó con to nhất bầy nè. Rồi anh Tuấn chỉ là con ông chúa ra bơi ra đây này đó. Đó con to nhất bầy nè. Thì tất cả con ong này nó sẽ đi theo con ông chúa này. Ok mình đi thưởng thức tổ ong cái. Để em cắm mé ơi. Bắt ong xong mình thưởng thức chứ. Thổi dễ đó. Thổi cho hết mấy cái con ong còn nhóm còn lại.
Nếu các bạn không thích thì các bạn có thể dùng cây thì để gạt nó ra cũng được, nhưng mà đây, bạn thổi sao đừng thổi nước miếng vào đó nha bạn, tí nữa mình cạp. Thổi nước miếng vào là hỏng hết đó bạn ơi. Rồi cạp vô đi. Ok. Ok vô. Cho mình cạp một miếng xong rồi anh em mình sẽ đi qua tổ tiếp theo nha. Rồi. Lấy tay xài trứng ra đi, không mệt nó chạy đó chứ. Có hai tổ mà. Cầm. Ủa được có một tổ thôi hả? Chết rồi anh em mình nhầm rồi, được có một tổ à. Thôi ăn xong rồi về thôi. Để kẻ nó đi. Rồi ăn đi, cầm mới ăn, có con nhộng nữa. Cho mình xin cạp mấy nha. Bạn này quay phim mình ăn luôn cho các bạn đang xem được không? Hợp lý luôn. Nhìn mình ăn à? Cầm cạnh nè, cầm cạnh. Với mấy ông này mình không nên ăn nhiều. Nhiều sẽ bị say các bạn. Mình cắn một miếng để mình thưởng thức nó còn riêng thôi. Đó. Quá tuyệt, út cắm một miếng luôn. Đây anh em mình sẽ ăn một miếng luôn. Yeah, nhớ nhé các bạn, nếu bạn nào cần mua mật ong rừng mà cái loại giống như vậy thì cứ để lại comment bên dưới nha. Bye bye các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like và subscribe nha các bạn. Ok.